Chào mọi người, hôm nay em sẽ bắt đầu test sản phẩm hút nám của bên em nhé các chị nhé. Đây là chị này là buổi đầu tiên điều trị của bên em. Kem hút nám này các chị lưu ý là phải điều trị theo liệu trình nhá. Như thế thì mới có hiệu quả. Và liệu trình của nó sẽ là có gồm một hộp kem hút nám. Và khi mua một hộp kem hút nám thì bên em sẽ tặng cho các chị một kem ức chế nám. Đây là kem ức chế nám của Nhật. Đây là một combo nhá. Mua sản phẩm hút nám thì sẽ được tặng một kem ức chế nám. Khi mà các chị dùng cái hút nám này xong và dùng cái kem ức chế nám thì đảm bảo là nám sẽ được giảm một cách rõ rệt và sẽ không bị tái lại, tái đi tái lại nhá. Bây em sẽ lau đi cho các chị. Bây em sẽ lau đi các chị nhá, các chị theo dõi này. Đây mới chỉ là lần đầu sử dụng nhá các chị nhá. Và nám đã mờ đi rõ rệt này. Để so sánh sự khác nhau này. Em chị quay bên này cho em với. Đây các chị nhìn thấy không? Khác nhau so với bên má đã điều trị này. Và mua các chị lưu ý là mua combo sẽ được tặng mua một lọ kem hút nám sẽ được tặng một kem chuyên trị nám nhá, ức chế nám nhá các chị nhá.